Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trách nghiệm .vn, phần mềm phi lợi nhuận, phần mềm hỗ trợ các bạn ôn thi vòng 2 dự tuyển viên chức y tế. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học và trả lời câu hỏi vấn đáp phỏng vấn luật viên chức. Đối với cái tài liệu này, các bạn học trên phần mềm hình thức trách nghiệm .vn như thế nào? Bằng hình thức học câu hỏi vấn đáp hoặc là phỏng vấn thì các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. hình Phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm phi lợi nhuận. À, sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp học như sau. Chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. Trình duyệt nào cũng được. Google Chrome, Firefox hay là Cốc Cốc của Việt Nam. Sau đó các bạn gõ vào cái dòng địa chỉ là HTTP. Dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo. Hình thức trách nghiệm chấm viên. Các bạn chú ý là cái dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo này là giao thức. Còn tên phần mềm là hình thức trách nghiệm chấm viên. Trước khi ấn Enter các bạn phải soát lại xem tên phần mềm là đúng chưa nếu đúng rồi các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng nếu không xuất hiện đúng cái giao diện như các bạn đang nhìn thấy thì các bạn uh, gõ uh, sai tên phần mềm hoặc là sai tên giao thức http dấu hai chấm cạch chéo cạch chéo bây giờ trình duyệt nó bảo mật rất cao rồi yêu cầu các bạn phải gõ đúng cả cái cụm từ giao thức http:// dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo. Trong trường hợp mà không xuất hiện cái giao diện như thế này thì các bạn lưu ý là trình duyệt trên máy tính của các bạn nó đã nhớ sai địa chỉ rồi thì các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn. Sau đó các bạn shut down Windows, các bạn tắt nguồn điện máy tính, sau đó các bạn làm lại là sẽ được. À, lưu ý với các bạn là các bạn không học à, trên cái máy tính kết nối nội bộ của cơ quan được vì máy tính kết nối nội bộ của cơ quan bao giờ nó cũng chặn các cái phần mềm khác. Vì vậy các bạn không học trên máy tính của cơ quan kết nối nội bộ được, các bạn phải học máy tính cá nhân của các bạn. À, các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để đi tìm đúng cái mục các bạn cần. Các bạn có cái có cái danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. Thí dụ các bạn à, ôn tập dự tuyển viên chức y tế đối với các môn ở vòng 2 và thi vấn đáp, phỏng vấn hay trắc nghiệm thì các bạn để con trỏ tại mục à, vòng 2 này, nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi có ký danh mật khẩu, các bạn phải bí mật. Vì sao là phải bí mật? Vì người khác biết được đăng nhập phần mềm là nó sẽ xung đột với các bạn. Cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một học viên là một số bao danh, còn đăng ký từ xa thì gọi là ký danh. À, vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình để tránh cái xung đột đó, các bạn phải lưu ý điều đó à, sau đó các bạn sẽ login vào phần mềm thì trong cái trang phần mềm này có rất nhiều tài liệu các bạn sẽ chọn tài liệu cần các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn có thời gian các bạn có thể học thêm các tài liệu khác để eh, mục đích kép là chúng ta học để có kiến thức vượt qua kỳ thi chúng ta học để có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn đó là cái mục tiêu kép và phải học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được đó là một cái phương pháp học tốt nhất là kinh nghiệm dạy đại học thì giáo thấy rằng là chúng ta phải học theo phương pháp hiểu nội dung rồi từ khi hiểu nội dung chúng ta có phương pháp tư duy và chúng ta sẽ làm được câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ trả lời được các cái câu hỏi về vấn đáp phỏng vấn đấy các bạn phải lưu ý như vậy đặc biệt là thi vấn đáp thì cái yếu tố bình tĩnh rất quan trọng à, vì các bạn à, có 30 phút để trả lời câu hỏi. Thời gian chuẩn bị là 15 phút, không tính vào thời gian à, trả lời. Như vậy tối đa là các bạn có 15 phút nữa để chuẩn bị à, à, cho câu hỏi. Thì tốt nhất các bạn nên giải quyết tất cả các câu hỏi. Mỗi một câu hỏi các bạn trả lời là các bạn cứ gạch vài cái gạch đầu dòng rồi trên cơ sở đó các bạn sẽ trình bày. Và khi yếu tố trình bày thì các bạn phải bình tĩnh. Đó, các bạn phải trình bày bằng hết các cái nội dung à, của câu hỏi à, đặt ra. Đó thì là các bạn sẽ đạt yêu yêu cầu. Đây lưu ý là vòng 2 là vì cạnh tranh nhau xếp từ cao xuống thấp cho nên các bạn phải bình tĩnh. À, các bạn có thể trả lời câu hỏi ở nhà bằng cách các bạn ngồi trước gương để các bạn trả lời vì thời gian trả lời thí dụ 3 câu hỏi thì các bạn có 30 phút thì bình quân là mỗi một câu 10 phút. Thì trong đó các bạn chuẩn bị được 5 phút nữa cho một câu, 3 phút thì à, 3 câu, mỗi câu 5 phút là 15 phút chuẩn bị mà tối đa có 15 phút chuẩn bị. À, các bạn để ý là nghị định 85, nghị định 115 viết là tối đa có 15 phút các đồng chí à, các thí sinh à, chuẩn bị À, thời gian trả lời phỏng vấn vấn đáp là 30 phút Đó, Các bạn phải chú ý như thế để các bạn căn giờ à, Có thể các bạn phải điêu đồng hồ à, được phép mang vào phòng thi Để các bạn à, căn giờ à, Các bạn phải chú ý như vậy để cho nó nó, nó đúng Các bạn phải bình tĩnh Đó, Yếu tố bình tĩnh quan trọng lắm Các bạn ngồi trước gương ở nhà để các bạn trả lời trước Để, để các bạn xem cái tốc độ các bạn nói rồi âm điệu rồi ngữ điệu xem đã đạt yêu cầu chưa để các bạn rút kinh nghiệm đấy là kinh nghiệm thì để xuất thế để các bạn có thể áp dụng thì các bạn muốn học câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta chọn các cái tài liệu trong mục một lớn này à, rồi các bạn muốn học câu hỏi trắc nghiệm à, tiếp theo đối với à, liên quan viên chức thì mục 3 ở dưới này còn các bạn học à, vấn đáp câu hỏi vấn đáp cho kiến thức chung và kiến thức hoạt động nghề nghiệp để dự tuyển viên chức y tế thì các bạn chọn các tài liệu trong mục 2 la mã này thí dụ hôm nay các bạn chọn câu hỏi uh, vấn đáp về luật viên chức thì các bạn để con trỏ tại mục uh, câu hỏi vấn đáp luật viên chức các bạn nhấn nút trái một lần rồi các bạn chờ một chút để uh, máy tính nó lót dữ liệu lên rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn thấy xuất hiện chữ Start, tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu, các bạn nhấn nó trái một lần. Sau đó các bạn có thể là đọc nội dung câu hỏi, rồi nội dung trả lời để các bạn học lần đầu. Lần sau, các bạn có thể chỉ cần đọc nội dung câu hỏi, rồi các bạn tự trả lời trước gương. Sau đó các bạn đối chiếu với phương án trả lời ở trên uh, trong phần mềm đấy như vậy các bạn cứ phải bình tĩnh thôi uh, yếu tố bình tĩnh vẫn là quan trọng nhất đó các bạn có thể là uh, di chuyển từ trên xuống dưới để các bạn học câu hỏi hoặc các bạn muốn kết thúc để các bạn đọc thì các bạn uh, chọn finish ở tay trái màn hình này nhấn nó trái vào finish uh, xem như mình đã hoàn thành uh, giờ mình bình tĩnh mình đọc uh, như vậy là uh, sau đó các bạn di chuyển xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc này. Nhấn nút trái bài kết thúc này. Xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc này. Thì các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm thôi. Vì câu hỏi này do thầy trực tiếp biên soạn. Nó là bản quyền của thầy rồi. Cho nên các bạn phải đọc học trực tiếp trên máy tính. Các bạn không copy ra được. Các bạn sẽ đọc câu hỏi số 1. Các bạn cứ học lần lượt từ trên xuống dưới. ví dụ câu số 1. Luật viên chức. Viên theo đây là cái giả thiết chung rồi cái, có mấy cái gạch đầu dòng ở đây à, là các ý của câu hỏi thì ý thứ nhất là viên chức là gì ý thứ hai là giám đốc phó giám đốc bệnh viện công lập là cán bộ hay viên chức à, ý thứ ba là hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông công lập là cán bộ hay là viên chức ý tiếp theo hỏi các bạn là giáo viên trường tiểu học À, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập là cán bộ hay viên chức, rồi các ý tiếp theo là hỏi là bác sĩ bệnh viện công lập là công chức hay viên chức, thì sau đó các bạn thấy có cái trả lời thì để căn cứ trả lời câu hỏi này mà các bạn nhớ được cả là căn cứ điều hai thì quá tuyệt vời, còn nếu không thì các bạn không cần nhớ cái căn cứ điều hai và các bạn chỉ cần trả lời thẳng vào nội dung thôi, à, nội dung câu hỏi thôi, chứ còn các bạn mà vận dụng được ứng dụng được là căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này thì có tuyệt vời luôn đó là căn cứ điều 2 thì các bạn trả lời ý thứ nhất viên chức là gì à, thì các bạn trả lời là viên chức là công dân Việt Nam đó được tuyển dụng theo vị trí việc làm làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật đó thì đây là một cái À, viên chức là gì? thì à, chúng ta phải trả lời đúng như à, trong điều 2 à, Sau đó các ý còn lại, thì các bạn đọc các bạn thấy này giám đốc, phó giám đốc bệnh viện công lập là cán bộ hay viên chức thì các bạn khẳng khẳng định đây là viên chức, à, đây là viên chức hay là viên chức quản lý. Nhưng mà ở đây chỉ hỏi về viên chức thôi, thì chúng ta trong hai giá trị cán bộ hay viên chức thì giá trị nào đúng nhất thì các bạn chọn đó là giá trị viên chức. Còn giám đốc, phó giám đốc bệnh viện được gọi là viên chức quản lý Nhưng nội dung ở đây là hỏi là viên chức thôi, không có chữ quản lý Nhưng các bạn phải hiểu giám đốc, phó giám đốc bệnh viện công lập là viên chức quản lý à, Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học thông công lập là cán bộ hay viên chức Thì ở đây các bạn chọn giá trị cán bộ hay viên chức Thì các bạn phải chọn giá trị viên chức Mặc dù ở đây là viên chức quản lý Nhưng mà giá trị nào đúng nhất trong câu hỏi các bạn chọn à, các bạn không thể chọn cán bộ được à, à vì không phải là cán bộ à, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở trung học thông công lập là cán bộ hay viên chức thì các bạn thấy đương nhiên là viên chức rồi rồi bệnh viện bác sĩ bệnh viện công lập là công chức hay viên chức thì đây các bạn thấy là viên chức đó các bạn trả lời như thế này như vậy à, tất cả các ý cách đầu dòng ở đây thì các bạn trả lời gọn lại một câu là tất cả đều là viên chức à, vì viên chức nó chia làm hai loại à, viên chức quản lý à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập đó như vậy là viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức à, đơn vị sự nghiệp công lập là nó không à, không phải là viên chức quản lý thì gọi là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập đó như vậy tất cả các ý này đều là viên chức thì các bạn trả lời gọn một câu thôi thì tất cả các à, câu hỏi ở trong câu 1 đều là viên chức đó như vậy nó rất gọn nên các bạn tương tự như vậy các bạn sẽ học các cái câu hỏi khác đó, các bạn sẽ hiểu nội dung à, các bạn trình bày tường tận như vậy Thì sau các bạn sẽ giải quyết được câu hỏi à, khi kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cử gì các bạn cũng làm được à, các bạn cứ học theo phương pháp hiểu bài à, như vậy ví dụ như các bạn giải quyết câu hỏi này, này. À, câu hỏi phân đáp này các bạn bắt thăm được một câu hỏi trong đó có câu về luật viên chức. Đó, các bạn là phải bắt thăm câu hỏi mà vấn đáp là phải bắt thăm câu hỏi rồi. Ví dụ câu uh, theo luật viên chức thì có yêu cầu các bạn trả lời hai ý. Ý thứ nhất là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là gì. Chúng ta để ý chữ không nhé, không xác định thời hạn là gì. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp nào? À, như vậy là các bạn thấy có loại hợp đồng không xác định thời hạn, có loại hợp đồng xác định thời hạn. thì trong câu này yêu cầu các bạn phải trả lời vấn đáp hai ý, các bạn phải định nghĩa thế nào là hợp đồng không xác định thời hạn, à, rồi hợp đồng xác không xác định thời hạn áp dụng với trường hợp nào. À, chứ còn hợp đồng xác định thời hạn, đó, các bạn chú ý chữ không và bùa chữ không đi đó. thì để trả lời câu hỏi này thì các bạn phải chuẩn bị để trước rồi sau đó các, các bạn chuẩn bị mấy cái cạnh đầu dòng à, các bạn mà 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 đã luyện ở nhà rồi thì các bạn chỉ cần là trả lời thôi thì nó, nó nó, rất là nhanh đó thì trả lời câu hỏi này các bạn cũng thấy căn cứ khoảng 2 điều 25 nếu như các bạn nhớ được như thế này thì quá tuyệt vời còn không các bạn không cần phải trả lời căn cứ khoảng 2 điều 25 mà các bạn đi thẳng vào vấn đề luôn à, các bạn trả lời ý thứ nhất là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt uh, hiệu lực của hợp đồng đó. như vậy không xác định thời hạn uh, và thời điểm chấm dứt uh, không xác định thời thời không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng đó. thì đây là cái khái niệm là, là uh, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sau các bạn trả lời ý thứ hai là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng với các trường hợp sau đây thì như vậy các bạn để ý ở đây là có bao nhiêu trường hợp thì các bạn để ý ở đây là có 3 trường hợp thì các bạn trả lời luôn là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với 3 trường hợp trường hợp thứ nhất là viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 Trường hợp thứ hai là cán bộ công chức được chuyển làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đó các bạn thấy là khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định của luật viên chức năm 2010 và sửa đổi 2019 chẳng hạn thì sẽ thuộc vào cái diện hợp đồng không xác định thời hạn. Khi các bạn làm công chức đã là công cán bộ rồi, đã là công chức rồi mà đủ điều kiện để quay về làm viên chức thì thuộc vào cái diện hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp thứ ba là người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt xã hội khó khăn. Đó. Như vậy trường hợp thứ ba này là cũng được xác định à, làm việc à, thuộc diện hợp đồng không xác định thời hạn. Đó. Kể cả à, trước hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì đều thuộc vào cái diện hợp đồng không xác định thời hạn. Đó. Thì à, chúng ta để ý là À, các bạn phải hiểu được như thế là các bạn trình bày rất là lưu loát rồi. Hay các bạn sẽ trình bày câu hỏi vấn đáp là chế độ tập sự của người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự như thế nào? Để ý thứ hai là cơ quan nào quy định chi tiết chế độ tập sự? Thì các bạn trả lời, à, nếu nhớ được thì tốt thì các bạn trả lời căn cứ điều 27. Thì các bạn trả lời là thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải theo phải được quy định trong hợp đồng làm việc trừ trường hợp đã có thời gian à, từ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm được tuyển dụng chúng ta để ý cái chữ phù hợp đó rồi đó là ý thứ nhất ý thứ hai các bạn trả lời nghĩa là cơ quan nào quy định chi tiết chế độ tập sự thì các bạn trả lời chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự đó các bạn phải để ý là chính phủ phải quy định uh, uh, chi tiết uh, tập sự đó các bạn phải phải chú ý như vậy thì các bạn lại trả lời các câu hỏi khác thôi cứ lần lượt như vậy các bạn uh, học một vài lần nhiều lần số lần các bạn học không hạn chế cho nên rất là thoải mái thôi uh, trên phần mềm của thầy uh, thí dụ như các bạn sẽ uh, bắt bắt thăm được câu hỏi là là theo luật viên chức thì nó là cái chung rồi đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với trường hợp nào? Đấy. Thì các bạn phải trả lời là đơn vị được đơn phương chấm dứt hợp đồng với trường hợp nào? Thì căn cứ khoản 1 điều 29 thì có 7 trường hợp. Đó, có 7 trường hợp. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Thì các bạn sẽ trình bày cái câu hỏi này bằng cách là à, các bạn nhớ được căn cứ khoản 1 điều 29 thì quá tuyệt vời. Cần không thì các bạn chỉ trình bày là à, à, em sẽ trả lời à, câu hỏi này thì à, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương được đơn phương chấm dứt à, làm việc với 7 trường hợp sau đó các bạn kể tên 7 trường hợp ra trường hợp thứ nhất là đơn viên chức có 2 năm liên tiếp bị xếp chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta chú ý cái chữ liên tiếp nhé bộ chữ liên tiếp là nó sai luôn À, có 2 năm liên tiếp mà được xếp chất lượng đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Đó trường hợp đầu tiên đấy. Trường hợp thứ hai là viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ mà có quyết định hình thức buộc thôi việc. Đó, thì khi có quyết định hình thức buộc thôi việc thì xem như đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Thì căn cứ vào đâu? Căn cứ khoản 1 điều 29 và căn cứ điểm D khoản 1 điều 52 đó, để lại cái, cái, cái trường hợp thứ hai này à, là các bạn nhớ được cái khoản này thì tốt không thì việc không thì không cần trình bày à, trường hợp thứ ba là viên chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết bị tòa kết án về hành vi tham nhũng thì à, buộc thôi việc kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Như vậy ở đây các bạn phải hiểu Cái chữ hoặc Hoặc tức là có cái này thôi có cái kia à, Hoặc có cả hai Như vậy có trường hợp là vi phạm cả hai Đó Cho nên có trường hợp chỉ vi phạm Là ý thứ nhất Là bị tòa án kết phạt tù Mà không được hưởng ăn treo Thì đương nhiên là bị chấm dứt hợp đồng Đơn phương chấm dứt hợp đồng à, Trường hợp thứ hai Là à, bị kết án Là hành vi tham nhũng À, thì cũng bị thôi việc và các bạn phải chú ý điều đó à, hoặc có trường hợp là bị ca hai à, thì đây trường hợp thứ ba trường hợp thứ tư là đơn phương chấm dứt hợp đồng là viên chức làm việc theo hợp đồng à, viên chức làm việc theo hợp đồng việc không xác định thời hạn nhưng bị ốm đau à, đã điều trị 12 tháng liên tục viên chức làm việc theo hợp đồng À, làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa phục hồi khi sức khỏe viên chức à, bình phục thì được xem xét để ký tiếp hợp đồng làm việc đó. Thì chúng ta để ý ở đây là khi mà mà sức khỏe của viên chức được bình phục thì sẽ ký kết à, làm việc hợp đồng. Còn viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng rồi mà viên chức à, không à, không đủ sức khỏe để làm việc tiếp rồi viên chức bị ốm đau 6 tháng đối với trường hợp là hợp đồng xác định thời hạn thì thì mới bị đơn phương chấm dứt còn khi mà viên chức mà đã phục hồi sức khỏe rồi thì lại xem xét để ký tiếp hợp đồng làm việc đó cái trường hợp này các bạn phải chú ý là sau khi điều trị 12 tháng liên tục đối với hợp đồng không xác định thời hạn và đối với trường hợp là ốm đau điều trị liên tục 6 tháng đối với hợp đồng xác định thời hạn mà sức khỏe không đảm bảo thì sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng Thế còn khi chức khỏe là bình phục thì đương nhiên là phải ký tiếp rồi à, Trường hợp thứ năm là do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập à, buộc phải thu hẹp quy mô à, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm diện không còn À, thì trường hợp này cũng được phép là đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp thứ sáu là đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì coi như cái đơn vị là chấm dứt hoạt động rồi thì đương nhiên là à, cũng sẽ được à, viên chức à, cũng sẽ bị là đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp thứ bảy là viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự như vậy sau thời gian tập sự mà à, không đạt yêu cầu thì cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đấy, các bạn phải chú ý là là như vậy. À, chúng ta chú ý, à, đó. Hay các bạn đọc câu hỏi tiếp theo, là các bạn sẽ đọc bắt thân về câu hỏi, à, hay là các bạn học câu hỏi, là viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, à, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với trường hợp nào. Như vậy, các bạn thuộc vào cái hợp đồng làm việc xác định thời hạn, thì các bạn có quyền chấm dứt hợp đồng không và trong trường hợp nào thì các bạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng à, ý thứ hai hỏi các bạn là viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất là bao nhiêu ngày à, thì câu này có hai ý thì các bạn tập trả lời ở nhà các bạn học ở nhà để các bạn trả lời cho nó quên à, không may kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào câu hỏi loại này thì các bạn sẽ trả lời rất là bình tĩnh thì các bạn căn cứ khoảng 5 và khoảng 6 điều 29 thì có 6 trường hợp thì hoặc là các bạn không cần nhớ cái khoảng 5 khoảng 6 mà các bạn nhớ là các bạn trả lời câu hỏi này là có 6 trường hợp à, được đơn phương chấm dứt hợp đồng à, trong cái loại hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì trường hợp thứ nhất là không được bố trí theo đúng vị trí việc làm địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc Các bạn chú ý cái chữ hoặc ở đây Hoặc thỏa mãn trường hợp này trường hợp, Hoặc trường hợp kia Hoặc thỏa mãn cả hai Trường hợp thứ hai là không được trả lương đầy đủ Hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc Có cái chữ hoặc các bạn để ý Là không được trả lương đầy đủ thì các bạn cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng à, hay là à, không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng các bạn cũng được đơn phương chấm dứt hợp đồng à, có trường hợp cả hai tức là không trả lương đầy đủ rồi cũng không trả lương đúng hạn đúng thời hạn theo hợp đồng Đó, thì có trường hợp các bạn thấy có ba khả năng này là như vậy nè trường hợp thứ ba là bị ngược đái, rồi bị cưỡng bức lao động thì các bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng à, thứ tư bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng đó, ấy, trường hợp thứ tư thì rơi vào cái cảnh khó khăn trường hợp thứ năm viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh đó thì à, trường hợp thứ năm các bạn à, chú ý là viên chức nữ có thai phải nghĩ việc đó phải nghĩ việc mà phải theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì cũng được đơn phương chấm dứt hợp đồng à, trường hợp thứ sáu là viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 3 tháng liên tục mà không có khả năng làm việc này, à, chưa phục hồi đó. thì trường hợp thứ sáu này thì các bạn phải để ý là ốm đau bị tai nạn đã điều trị 3 tháng liên tục rồi mà không có khả năng à, phục hồi, Đó. không có khả năng à, chưa phục hồi, Đó. thì là cũng thuộc cái diện là à, các bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. À, sau các bạn trả lời ý tiếp theo là à, viên chức phải thông báo bằng văn bản về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất là ba ngày đối với trường hợp là bản thân. À, biết, biết à, à, tôi tôi sẽ đọc lại cái cái trả lời này nhá viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất là 30 ngày đối với trường hợp à, thứ tư là trường hợp bản thân hoặc gia đình thực sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, đồng thì phải báo trước ít nhất 30 ngày còn các trường hợp còn lại thì báo ở trước ít nhất 3 ngày đó thì có một trường hợp thứ tư này là phải báo cáo ít nhất là 30 ngày còn các trường hợp khác thì ít nhất là 3 ngày đó thì cái nội dung câu hỏi này các bạn thử tập tự trả lời học lần đầu sau đó các bạn ngồi trước gương để các bạn trả lời à, xem các bạn đã chuẩn bị tốt câu hỏi này chưa các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học cái mục khác thì các bạn kích chuột mục hai la mã để các bạn quay lui để các bạn học lại câu hỏi trắc nghiệm uh, cho là câu hỏi vấn đáp phỏng vấn cho lượt viên chức hoặc là câu hỏi vấn đáp phỏng vấn cho các tài liệu khác các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này nhấn nút trái thì xuất hiện cái chữ thực đơn thoát các bạn nhấn nó trái và thoát. Thì như vậy các bạn đã thoát ra khỏi phần mềm. Sau đó các bạn tắt đâu? Các bạn tắt nguồn điện máy tính thì để đảm bảo phòng chống cháy nổ máy tính. Mặc dù nó không xảy ra nhưng nếu nó xảy ra thì rất nguy hiểm. Vì thế các bạn phải tắt máy tính, tắt nguồn điện máy tính mỗi khi các bạn không làm việc. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi và trả lời câu hỏi vấn đáp phỏng vấn về luật viên chức. Đối với các bạn phải ôn tập cái tài liệu này thì học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy như thế nào? À, các chúc các bạn thành công. Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube hôm nay thì hãy chạm tay vào nút đăng ký kênh của thầy để các bạn nhận được hai cái tiền ích. Tiền ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai là có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, một lần nữa chúc các bạn thành công